Bún bò ngon ghê ba ha. Công nhận á, má anh nấu bún bò ngon dễ sợ luôn. Con á chưa bao giờ mà ăn được một bữa bún bò mà ngon dữ như vậy luôn á. Còn cảm ơn hai bác nhiều nha. Vậy hả? Nếu con thích thì mai mốt bác sẽ nấu cho con ăn dài dài. Dạ, con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Đau quá. Ê dạ, anh ơi. Sao vậy? Sao vậy con? Sao tự nhiên em đau bụng quá? Con đau bụng hả? Thôi chết rồi, đang mang thai mà đau bụng như vậy là có vấn đề đó con à. Không sao đâu. Chắc không phải đâu bác ơi. Trời đất ơi, đó mà không sao. Kiên, con ngồi có ngó nữa hả? Gọi điện cho bác sĩ Điền lẹ lên. Dạ. Đi bác sĩ là bệnh viện hả? Để đưa con đi bệnh viện với cái gì nữa. Dạ thôi, đi đâu cũng được, cho con vô nhà vệ sinh trước đi. Cầu xin cái chuyện này nó đừng có là sự thật. Ông bà ơi, công nhận liều thuốc của con công hiệu nhanh thiệt. Alo, bác sĩ Điền hả? Alo, nghe này Kiên. Cái gì? Rồi, yên tâm đi, để đó tôi giải quyết cho.